trong bảng xếp hạng Vec có điểm số ngang với tem mình ấy nhỉ, nhưng mà Trình thì không. Mình khá là thương BMM khi vừa gặp Hiếu Bon, vừa phải gánh cặp đôi đường dưới. Các bình luận viên đánh giá Hiếu Bon là người đi đường Bazon số 1. Sau trận này các anh phải nghĩ lại. BMM à, mình chỉ là số 2 đường đơn thôi, còn số 1 thì nhường cho bạn. Nhưng vị trí trên bảng xếp hạng của Cyberdust thì nhường lại cho VSC này. Mọi người nói rằng đây là cặp trận tranh top 4 khá là căng thẳng, nhưng đối với bản thân mình thì nó khá là dễ. Với trận đấu với Cerberus thì mình ngồi ở nhà cũng được, bởi vì trận đấu này thì VSC cũng không cần đến may mắn để có thể chiến thắng Cerberus. Nghe nói thế mạnh của mấy bạn là đánh rồng, còn thế mạnh của tụi mình là đánh nhà chính. Thần khuyển gặp mùa dịch thì phải đeo khẩu trang thì làm sao mà cắn được mình. Bể tướng của mình rất là rộng cho nên cặp trận sắp tới các bạn không thể nào cấm hết được đâu. Mình nghĩ là không cần phải cấm vào vị trí của bạn đâu. Và mình rất thích bạn chơi bị tướng Draven vì bạn chơi bị tướng đấy trông rất là buồn cười, vì bạn đánh gì cũng thua mình thôi. Ở một môn game khác em gặp Vec rất là nhiều, cho nên là lần này em sẽ nắm chắc họ trong lòng bàn tay. Ở những cái đấu trường khác, Faye và Taku nói riêng, Cerberus nói chung thì mình nhớ là họ có biệt danh là vua về nhì. Còn sang với đấu trường Wild Rift thì mặc dù team mình mới tập luyện và làm quen được 2 tháng, nhưng gần đây team mình đã có một môn võ mới, đó là đạp cầu bổng. Đây là một trận đấu quyết định Cerberus vào top 4, nhưng đối thủ là VEC thì sẽ không tạo được nhiều bất ngờ cho Cerberus. Phi bảo VEC không tạo lên được bất ngờ gì. Đúng rồi, tại vì Vec thắng Cerberus là điều hiển nhiên. VEC hiện đang là đội có thông số ăn rồng nhiều nhất, nhưng cho dù họ ăn có 3 rồng thì họ cũng sẽ thua thôi. Thực đơn chính của mình trong trận đối đầu với Cerberus sẽ là rồng, còn thực đơn phụ kèm theo sẽ là rừng và lá mơ. Chúc cho Faye farm được nhiều chỉ số lính, bởi vì rừng của Faye là rừng của mình mất rồi. Mình nghĩ kết quả của cặp đấu này là 3-0 cho Cerberus. Like fanpage Liên minh Hình thái Tốc Chiến eSports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Tốc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.